Sau đó thì họ hướng đến những cái khu vực nhà để có thể lút đổ. Ở đây thì Nofia họ đang bắt đầu tấn công sang phía của Vinasa rồi. Sẽ là một cuộc đụng độ rất lớn ở đây khi mà Vinasa họ cũng biết sự có mặt của phía Nofia. Vâng, Killshot anh ta đã trang bị cho mình được. Hiện tại đang cầm khẩu Uzi, có vẻ như bạn có những tình huống mà di chuyển lao lên khu nhà rồi. Như vậy là đụng độ nhau, khu ốc của Nofia đụng độ tóe lửa ở đây rồi. Vinasa họ đang có clear lớp, knock thì bài không được rồi, lưu lớp anh ta di chuyển vào và knock được luôn. Đấy là cú ốc ở đây, ngay lập tức nó phải lùi vào phòng khác để có thể tự hồi máu. Thật sự là cái giao tranh đây nó đang quá là căng thẳng đi khi mà cả hai đội đang cùng vâng clear lớp. Anh ta vừa bị hạ gục bởi phía các thành viên của Nofia, và Nofia họ là người thành công chiếm đóng cái khu vực này. Vâng, một cái màn đụng độ mà cả Nofia và Vinasa họ hình như là chưa mất một ai không. Như vậy là Vinasta họ đã mất đến hai người rồi. Thậm chí là Killshot ở thời điểm hiện tại anh ta vẫn còn đang bị nốc. Và McGray đang cố gắng cứu Killshot nhưng quá khó. Nofia họ di chuyển vào đây không cần mũ gì cả. Nhưng đó là một tình huống mà Zen chơi cực hay, có được luôn hai mạng. Và như vậy chúng ta đã có đội team đầu tiên bị loại sau những cái tình huống va chạm ngay ở những thời điểm đầu game như thế này. Bây giờ chúng ta chỉ có